Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Đại Linh Cảm Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quang Thế Âm Bồ Tát. Ba thiên vạn ức Phật hằng hà sa số Phật vô lượng công đức Phật. Phật Cao A Nan Môn Thứ Kinh Đại Thánh năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bình, năng cứu tam tai bá nạn khổ. Nhược hữu nhân tụng đắc nhất thiên biên, nhất thân ly khổ nạn tụng đắc nhất vạn biên, nhất hiệp giá ly khổ nạn. Dưới đây là 5 mục tiêu ý tưởng cho việc trang trí phòng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát hiện đại. 1. Tập trung vào tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, chọn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát với kích thước phù hợp với không gian phòng thờ của bạn. Tượng nên được đặt ở trung tâm của bàn thờ, được tôn vinh với đèn dầu hoặc đèn LED chiếu sáng. Nên chọn tượng được làm bằng chất liệu tốt và được chạm trổ tinh vi. 2. Chọn bàn thờ với kiểu dáng hiện đại nhưng đơn giản. Bàn thờ nên có kích thước phù hợp và được làm bằng chất liệu tốt để đảm bảo tính ổn định. 3. Chọn ghế ngồi, nên chọn ghế ngồi được làm bằng gỗ tự nhiên, đảm bảo tính thẩm mỹ và thoải mái khi ngồi trên đó trong quá trình tụng kinh, và phòng phải được thiết kế các lỗ thay đổi không khí để được hút mùi khói của hương và đảm bảo không khí tốt nhất những lúc các Phật tử tụng kinh để được sức khỏe tốt và an toàn cho mọi người. Còn hệ thống camera và phòng cháy chữa cháy phải tinh chỉnh linh hoạt để phòng phát hiện báo cháy sớm nhất kịp thời, trước khi sự cố xảy ra để được an toàn cho tất cả mọi người trong khu nhà và xung quanh. 4. Các vật phẩm tôn giáo trong phòng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát nên trang trí 4 bình thủy tinh chứa hoa, bình hoa sen, rượu, nến và cuốn kinh. Các vật phẩm này thể hiện sự tôn trọng đối với Đức Phật và thêm vào không khí linh thiêng. 5. Trang trí nội thất đẹp, nên chọn tông màu trắng hay màu gỗ bạc nhạt để tạo nên không gian tươi sáng và thanh tịnh. Nếu muốn thêm màu sắc vào phòng thờ, bạn có thể chọn những đồ trang trí phù hợp như tranh ảnh, tấm bảng lạc hoặc các bức vẽ về Đức Phật. Với 5 ý tưởng trên, bạn có thể tạo nên một không gian phòng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát hiện đại nhưng vẫn giữ được tính thần truyền thống và linh thiêng. 7 vẻ đẹp của người biết tu tập. 1. Đôi mắt đẹp nhất là đôi mắt biết thương nhìn đời. 2. Đôi tai đẹp nhất là đôi tai biết lắng nghe nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. 3. Đôi môi đẹp nhất là đôi môi biết nói lời ái ngữ, yêu thương và tha thứ cho người. 4. Trái tim đẹp nhất là trái tim biết bao dung, thấu hiểu và đồng cảm cho người. 5. Đôi tay đẹp nhất là đôi tay biết giúp đời bớt khổ. 6. Đôi chân đẹp nhất là đôi chân vững chãi giữa bão tố cuộc đời. 7. Tâm hồn đẹp nhất là tâm hồn bình an, thánh thiện. Trang nghiêm giới hạnh, đó là thân đẹp. Ăn ở hiền hòa thủy chung, đó là nết đẹp. Cư xử khiêm hạ từ tốn, đó là cử chỉ đẹp. Giúp đỡ người bị nạn hay đói nghèo, đó là tấm lòng đẹp.